Hoan hỉ chào đón quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích được tư vấn và trợ duyên bởi thầy Gia Cát cùng với các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Thưa quý vị, nếu như quý vị và các bạn đang có nhiều những dự định lớn trong tháng 1 âm lịch mà không biết rằng tháng 1 âm lịch này có phải là thời điểm tốt để các bạn dự tính cho công việc hay là không đây? Vậy thì hãy khám phá tử vi cho tuổi Tân Tỵ trong tháng 1 này nhé! Để biết thêm chi tiết về những thuận lợi và khó khăn mà bạn phải đối mặt trong tháng 1 âm lịch này là những gì, tử vi của những người tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001 trong tháng 1 này sẽ là phần luận giải chi tiết về cuộc sống của bạn, về các phương diện, tình duyên, học tập, công danh sự nghiệp, gia đạo và sức khỏe. Và qua đó thì các bạn sẽ có được một cái nhìn tổng quan về tất cả những điều tốt xấu của mình trong tháng 1 âm lịch này. Và sau đây thì sẽ là phần luận giải chi tiết. Xin mời các bạn tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001, chúng ta hãy cùng lắng nghe và chiêm nghiệm và áp dụng nhé. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001 trong tháng 1 âm lịch năm 2022. Người tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001 có nạp âm là Bạch Lạc Kim. Họ là người trọng tình, trọng nghĩa và trọng chữ tín và đối xử với mọi người không phân biệt giàu sang. Họ có tinh thần trách nhiệm rất cao, vì vậy ít nhiều sẽ đạt được những thành công nhất định trong cuộc sống. Mặc dù khó tránh khỏi những thăng trầm theo thế cuộc, nhưng hoàn cảnh nào họ cũng có thể thích ứng rất tốt. Người tuổi Tân Tỵ mềm dẻo nhưng nóng tính, thích giao tiếp, trao đổi, tính cách hướng ngoại. Sự nồng nhiệt của họ còn thể hiện ở chỗ thích những nơi vui nhộn, sôi động và ưa náo nhiệt. Chính vì vậy, họ không giỏi che giấu cảm xúc của mình mà thường tâm sự trao đổi, chia sẻ với mọi người. Mọi cảm xúc của họ đều bộc lộ qua nét mặt hay những phản ứng tâm lý về hành động, lời nói hay thái độ. Những người tuổi Tỵ sinh năm 2001 đã ra trường thì tháng này không phải là thời điểm thuận lợi để tìm việc làm. Bạn có thể gặp phải một số công ty lừa đảo hoặc không uy tín, vừa lãng phí thời gian vừa hao tài tốn của nên cần phải thận trọng trong vấn đề này. Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn có thể nhờ người thân trong gia đình hoặc bạn bè tin cậy giúp đỡ. Những bạn vẫn trên ghế nhà trường, nếu không ngừng cố gắng, tập trung phấn đấu, bạn sẽ đạt được những thành tích xuất sắc trong việc học, đồng thời có cơ hội được thực tập, làm việc, rèn luyện bản thân ở trong môi trường tốt hơn. Trên phương diện tình cảm, một số cặp đôi có thể sẽ phải chia tay sau khi ra trường. Nếu cảm thấy mối quan hệ này không có tương lai thì hãy để mọi chuyện lại sau lưng và đừng quá vướng bận. Càng dây dưa níu kéo sẽ càng chỉ khiến cho cả hai thêm đau khổ, ảnh hưởng đến tương lai. Phương diện tài chính của bản mệnh cũng đương đầu không ít khó khăn. Do công việc không ổn định, thu nhập thấp nhưng chi phí sinh hoạt lại rất cao nên dẫn đến tình trạng eo hẹp đủ bề. Xét về thiên can, Tân âm kim gặp nhâm dương thủy nên gọi là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là tháng khá tốt cho các gia chủ tuổi Tân Tỵ. Nếu có cơ hội tốt cần phải nắm bắt tới thì tài lộc sẽ đến, sự phát triển tốt đang chờ đợi bạn ở phía trước. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Tử vi tháng này nhận thấy đây có thể coi là một tháng có khá nhiều thách thức và cả áp lực đối với người tuổi Tân Tỵ, khi vận trình của bạn lao đao bất ổn, nhiều thăng trầm bất định. Công việc trong tháng 1 năm 2022 âm lịch này không được lý tưởng như mong muốn của bản mệnh. Ở thời điểm mọi thứ khá bấp bênh như vậy, đòi hỏi gia chủ phải thật vững tâm và kiên trì thì mới có thể vượt qua mọi sóng gió. Dù bạn là người có tính cách mềm dẻo, có tham vọng và chí tiến thủ, lại ẩn giấu sự quyết đoán kiên cường, nhưng khó tránh khỏi vận xấu, kế hoạch đặt ra, chệch chí hướng, kết quả vượt ra ngoài dự toán của bạn. Tháng này điềm báo tử vi còn cho thấy nội bộ nơi làm việc dễ xảy ra mâu thuẫn, tranh quyền, đoạt vị. Các mối quan hệ nơi làm việc dễ vì tài nguyên mà trở nên bất hòa, sự căng thẳng kéo dài, gây bất lợi cho tiến hành công việc chung. Hành sự trong tháng cần phải lấy ổn định làm trọng, suy nghĩ kỹ càng trước khi đưa ra bất kể quyết định gì, tránh nóng vội kẻo hỏng sự. Đặc biệt, bạn nên tôn trọng các lộ trình sẵn có, tránh sáng tạo hay mạo hiểm vượt ngoài khuôn phép bởi sự phá cách không phù hợp vào giai đoạn bất ổn này. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Tân Tỵ để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Theo dõi tử vi tháng 1 năm 2022, Tân Tỵ âm lịch về mặt tài lộc
công việc bất ổn nên tài lộc của bản mệnh tiêu hao cũng là chuyện dễ hiểu. Nhìn chung vận trình tài lộc của người tuổi Tân Tỵ thời gian này không được tốt cho lắm, rơi vào cảnh thu nhiều hơn chi. Tháng này không thích hợp để đầu tư lớn vì rất dễ thua lỗ, cần phải đề phòng cảnh giác, tránh thất bại do lơ là, mất tập trung. Thậm chí bạn có thể vướng rắc rối từ trên trời rơi xuống khiến tiền của thất thoát, tiền mất tật mang. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Tỵ, Dậu, Sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ. Dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Sức khỏe của Tân Tỵ trong tháng này giảm sút khá nhiều. Bạn có những dấu hiệu như thường xuyên mệt mỏi, uể oải, làm việc khó tập trung, chất lượng giấc ngủ cũng bị ảnh hưởng ít nhiều và có thể sụt cân. Nguyên nhân chủ yếu do áp lực tinh thần, bạn suốt ngày bận rộn với công việc, hầu như không có thời gian chăm lo sức khỏe cho bản thân. Vì thế mà sức đề kháng cũng dần giảm sút, tinh thần ngày càng ức chế. Bạn nên chia sẻ những vấn đề đè nén trong lòng với người bạn tin tưởng để sớm được giải tỏa tâm lý. Đặc biệt, cần phải chú ý nghỉ ngơi điều độ, cân bằng thời gian làm việc và ngủ nghỉ. Hạn chế thức khuya làm việc rất hại sức khỏe, thì các triệu chứng khó chịu sẽ sớm biến mất. Các quý gia chủ Tân Tỵ hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Tân Tỵ. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Bước sang tháng đầu năm Nhâm Dần, chuyện tình cảm của người tuổi Tân Tỵ không hề dễ dàng, khiến cho con giáp này phải tốn khá nhiều thời gian và công sức để xử lý. Có lẽ công việc đã chiếm hết tâm trí của bạn, lại thêm nhiều vấn đề cuộc sống làm kìm hãm tinh thần của bản mệnh. Chỉ một chút mâu thuẫn cũng khiến cho suy nghĩ của bạn đi vào ngõ cụt. Các cặp đôi thường xuyên xung đột, nổi giận, cãi vã liên miên làm cho mọi thành viên trong gia đình đều bị ảnh hưởng tâm lý. Nếu bản mệnh không bình tĩnh và tình yêu không đủ sâu đậm thì e rằng đổ vỡ là điều khó tránh. Nhân duyên của những người độc thân không phải không có, nhưng cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu. Thậm chí sau nhiều lần thất bại trong chuyện tình cảm, bạn dần có tâm lý ngại yêu và thu hẹp vào thế giới của riêng mình, càng khiến cho cơ hội gặp gỡ với đối tượng khác ít đi. Lúc này tốt hơn hết bạn nên tập trung cho sự nghiệp, còn chuyện tình cảm cứ để nó diễn ra theo cách tự nhiên, đừng cố gượng ép. Tổng quan tháng 1 âm lịch năm 2022, tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần. Tháng 1 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 1 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 1 năm 2022, tức ngày 1 tháng 2 năm 2022 đến 2 tháng 3 năm 2022 dương lịch. Tháng 1 Nhâm Dần có nạp âm là Kim Bạc Kim, tháng Dần lục hợp hợi, tam hợp ngọ và tuất thành hỏa cục, xung thân, hình tỵ, hại tỵ, phá hợi và tuyệt dậu. Đối với người tuổi Tân Tỵ trong tháng 1 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 3 tháng 1 năm 2022, tức ngày 3 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Hợi, có nạp âm là Ốc Thượng Thổ. Ngày âm lịch, ngày 15 tháng 1 năm 2022, tức ngày 15 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Hợi, có nạp âm là Bình Địa Mộc. Ngày âm lịch, ngày 27 tháng 1 năm 2022, tức ngày 27 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Hợi, có nạp âm là Thoa Xuyến Kim. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Tân Tỵ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Tân Tỵ trong tháng 1 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 12 tháng 1 năm 2022, tức ngày 12 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Thân, có nạp âm là Sơn Hạ Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 24 tháng 1 năm 2022, tức ngày 24 tháng 2 năm 2022 dương lịch,
có nạp giáp là Mậu Thân, có nạp âm là Đại Dịch Thổ. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phú long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, trong cuộc sống thì không phải ai cũng luôn gặp được may mắn và thành công. Mỗi năm thì vận hạn của mỗi người sẽ khác nhau. Và chính vì thế mà chúng ta luôn phải vững tin vào trong cuộc sống để trông gai này. Qua phần luận giải của Phong Thủy Gia Cát thì quý vị cũng đã phần nào nắm được vận hạn của mình trong tháng 1 âm lịch, và từ đó thì chúng ta có được những kế hoạch, những bước đi vững chắc hơn trong tương lai sắp đến. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Và đến đây thì Diễm Quỳnh xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung tiếp theo được phát sóng trên kênh Phong Thủy Gia Cát.